để chúng ta có thể quan sát vi khuẩn cũng như động vật nguyên sinh. Đầu tiên, các bạn lấy một ít cỏ tươi. Chúng ta cắt nhỏ nó ra, kích thước cỡ tầm bằng một đốt ngón tay. Các bạn cho vào cốc thủy tinh hoặc cốc nhựa cũng được. Thì trong cỏ tươi này nó còn tồn tại rất là nhiều cái bào tử của vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Bacillus, cũng như bào sát của các cái loại động vật nguyên sinh. Nó bám trên đây. Thì các bạn tiến hành cho thêm nước vào cho nó ngập cỏ. Và chúng ta để vào chỗ mát khoảng tầm 2 đến 3 ngày. Sau đó chúng ta lấy cái nước này để quan sát. Sau khi các bạn nuôi cấy từ 2 đến 3 ngày rồi thì chúng ta thấy là nước nó đổi màu rồi nè. Và đặc biệt là xuất hiện các cái lớp ván màu trắng ở phía trên bề mặt. Thì cái lớp ván này và cái phía dưới nó một xíu nữa, các bạn thấy đó chính là các cái vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Bacillus rất là nhiều ở đây. Rồi các loại động vật nguyên sinh nữa. Nó phát triển rất là mạnh ở trong cái môi trường này. Mình sẽ lấy cái mẫu nước này, chúng ta soi trên kính hiển vi quang học, độ phóng đại từ 40 cho tới 1000 lần. Đầu tiên là các bạn lấy một cái phiến kính, chúng ta dùng ống hút nhỏ giọt để lấy một giọt nước. Chúng ta nhớ là lấy phía trên ha, phía trên gần gần cái bề mặt của nó đó. Ở đây thì tập trung nhiều động vật nguyên sinh cũng như vi khuẩn ở đây. Tiếp tục đậy lamen lại. Các bạn nhớ nếu mà nước nó tràn ra ngoài nhiều quá thì chúng ta phải thấm bằng giấy lọc hay giấy thấm ha, để nó khô. Giờ mình tiến hành quan sát trên kính hiển vi. Thì khi soi mẫu tươi chúng ta lưu ý những điểm sau. Đầu tiên là các bạn đặt tiêu bản lên trên bàn kính, bật đèn, tăng ánh sáng lên. Và đặc biệt là khi soi mẫu tươi thì chúng ta cần khép bớt ánh sáng lại ở trên tụ quang bằng cái cách là chúng ta đóng cái lá chắn sáng lại. Thì kính, hầu như kính vi nào nó cũng có tụ quang hết. Ở trên đó nó có cái lá chắn sáng để chúng ta có thể đóng mở để điều chỉnh cái lượng ánh sáng đi vào mẫu. Đó, tăng sáng nè, giảm sáng nè. Thì đối với lại mẫu soi tươi không thông qua nhuộm á, thì chúng ta phải khép hết sáng đi, vì tế bào nó không có bắt màu. Mà các bạn để ánh sáng sáng quá thì nó rất là chói, không thấy được. Để thấy được hình ảnh trên kính hiển vi thì mình sử dụng cái kẹp điện thoại để cố định cái điện thoại vào cái thị kính. Chúng ta để cái camera của điện thoại làm sao nó vào giữa cái thị kính là được. Chúng ta sử dụng ốc sơ cấp hay là ốc lớn á, nâng bàn kính lên từ từ, vừa nâng vừa nhìn. Đến khi nào thấy vật rồi thì chúng ta dừng lại. Và ở đây các bạn có thể thấy là vi khuẩn nó rất là nhỏ khi chúng ta quan sát ở vật kính 10, tức là độ phóng đại 100 lần. Nó giống như các hạt bụi thôi, rất là nhỏ ha. Và nếu các bạn coi thực tế thì thấy nó di chuyển rất là nhanh. Tiếp tục, lát nữa đây chúng ta sẽ chuyển qua vật kính 40x, tức là độ phóng đại 400 lần để quan sát mới rõ được vi khuẩn ha. Đây, mình đã chuyển qua độ phóng đại 400 lần. Thì các bạn thấy vi khuẩn nó rất nhiều, dày đặc luôn. Nó có rất là nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ như hình cầu,
hình que ngắn, que dài, thậm chí có cả xoắn khuẩn ở đây nữa. Đó, các bạn thấy không? Nó di chuyển rất là nhanh. Bởi vì trên người nó có các cái tiêm mao. Thì các cái hình thức di chuyển của nó, thứ nhất á, là nó sẽ lắc, nó lắc tại chỗ. Thứ hai thì chúng có khả năng là chúng bơi rất là nhanh. Bơi rất là nhanh. Do nó xoáy cái tiêm mao của nó vào nước. Và cái thứ ba nữa là nó di chuyển theo dòng nước, tức là dòng nước đẩy nó đi. À, trong cái giọt nước này chúng ta có thể thấy được các loại động vật nguyên sinh thuộc cái dạng tế bào nhân chuẩn đó, hay là nhân thực. Các bạn thấy đây, trùng cỏ này, nó di chuyển rất là nhanh. Ở trong cái mẫu này thì mình còn thấy có amip nữa. Khi các bạn nuôi cái cỏ này hoặc là rơm này, thì nếu các bạn chịu khó kiếm thì chúng ta có thể thấy amip nữa. Đây ha, mình phóng đại lên 400 lần ở đây. Lúc nãy mình quan sát là 100 lần ha, đây là 400 lần nè. Thì các bạn thấy nó hình thành chân dạ để bắt mồi và di chuyển. Nếu các bạn may mắn, các bạn còn thấy nó đang bắt mồi nữa. Vâng, xin cảm ơn các bạn.